để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất, chất lượng trên cùng một đơn vị diện tích. Người dân tại một số xã của huyện Lâm Bình mạnh dạn liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp đưa cây dưa chuột vào sản xuất hàng hóa. Từ đó mang lại hiệu quả rõ rệt. Xã Phúc Sơn là một trong những xã đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng các loại cây cho năng suất, chất lượng cao, trong đó có cây dưa chuột. Theo đánh giá của người dân, cây dưa chuột mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vụ này nhà tôi chỉ trồng có 1.280 m² thôi, đã thu được 3 tấn rưỡi rồi, là 30 ngày, bình quân là được 150 cân trong một ngày. Giá bây giờ là có thời điểm lên giá 14 năm, có thời điểm xuống thấp nhất là giá 80. Thời điểm này, nông dân các xã Phúc Sơn, Minh Quang, Thổ Bình, huyện Lâm Bình đang tập trung thu hoạch dưa chuột. Theo người trồng dưa, năm nay do thời tiết thuận lợi, cây dưa chuột phát triển tốt, năng suất bình quân đạt từ 1 đến 1,5 tấn quả trên một sào. Giá dưa chuột dao động từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí, mỗi sào dưa chuột lãi từ 7 đến 10 triệu đồng. Gia đình tôi có làm 700 mét vuông thôi, qua canh tác, thấy hiệu quả thì vụ dưa nhép này, gia đình tôi nhân diện tích lên là 1.500 m2. Qua hai vụ làm dưa, thấy cây dưa này thì rất là hiệu quả, nên lợi nhuận của cây dưa ấy, so với các loại cây trồng khác thì tôi thấy nhiều hơn, lợi nhuận hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dưa Leo quê vùng miền ở Bắc Ninh phối hợp với Hợp tác xã Thành Đạt, huyện Sơn Dương là một trong những đơn vị đầu tiên liên kết với người dân của huyện Lâm Bình trồng cây dưa chuột. Công ty luôn bám sát đồng ruộng, cùng bà con nâng cao năng suất, chất lượng từng vụ dưa chuột. Hiện nay là cái cây dưa ở đây là hiệu quả rất chi là cao, năng suất chỉ ở mức trung bình nhưng mà năm nay được cái giá tương đối. Dưa thì ở đây là tôi 55 thứ 3, vụ này vụ thứ 7, thì hiện nay là từ lúc đầu tiên là có 7 hộ, bây giờ lên hơn 300 hộ. Tôi đang mong muốn là làm sao để bà con đạt năng suất cao hơn nữa. Đến thời điểm này thì về cái diện tích chúng tôi cũng gần 20 ha. Trong thời gian tới thì chủ trương của chúng tôi là tiếp tục mở rộng cái diện tích liên doanh liên kết với công ty, khuyến cáo người dân tuân thủ cái hợp đồng. Đối với công ty thì cũng chúng tôi cũng đã làm việc và cũng đã đề xuất với công ty là phải thực hiện những cái cam kết trên hợp đồng đối với người dân. Thông qua chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột, người dân vùng cao Lâm Bình từng bước làm quen với phương thức trồng cây thâm canh dưa chuột, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.